Bà Xã Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3, tức ngày 25 tháng Giêng, năm Giáp Thìn. Kính thưa quý vị, sau khoảng hơn chục ngày, mười mấy ngày triển lãm Bắc Linh, thì kính thưa quý vị, hôm nay là ngày diễn ra bế mạc triển lãm Bắc Linh. À, cái cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Và cái khoảnh khắc này thì là cái khoảnh khắc kết thúc cho một cái cuộc triển lãm đến giờ phút này có thể coi là rất là thành công, triển lãm Bắc Linh. Và một cuộc triển lãm thành công này cũng là cái bước tiến bộ và tạo đà cho những cái cuộc triển lãm sắp tới còn thành công hơn nữa. Thì hôm nay Bà Xã Đức Huy có mặt từ rất sớm để đưa tin cho quý vị cái công tác bế mạc triển lãm Bắc Linh. Xin trân trọng kính mời các chị còn ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cái lễ bế mạc của triển lãm Bắc Linh quý vị nhé. Các đại biểu và nhà vườn đã đến khá đông đúng quý vị ạ. Kính mời các em còn ở ngoài sân cây vào nhà ban tổ chức để làm lễ bế mạc. Đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức triển lãm sinh vật cảnh năm 2024. Hội sinh vật cảnh tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hội chợ đá quý, đá cảnh và triển lãm sinh vật cảnh năm 2024. Hôm nay, Hội sinh vật cảnh tỉnh tổ chức lễ bế mạc triển lãm nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đã đạt được, biểu dương khen thưởng động viên kịp thời các tập thể và cá nhân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực góp phần tạo nên sự thành công của tổ chức triển lãm. Tới dự bế mạc triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh năm 2024, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh. Trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Chủ tịch thường trực sinh vật cảnh tỉnh, trưởng ban tổ chức, Phó trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Quang Thêm, Phó Chủ tịch, Phó trưởng ban tổ chức. Đến dự hội nghị có các câu lạc bộ, nhà vườn, hội sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, có các ông bà ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành hội, ban tổ chức triển lãm, lãnh đạo hội sinh vật cảnh các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng, các phóng viên báo đài địa phương, các kênh mạng truyền thông đến dự và đưa tin chương trình bế mạc. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây ban tổ chức thông qua chương trình làm việc gồm các nội dung. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là báo cáo tổng kết sinh vật cảnh năm 2024, công bố kết quả hội đồng thẩm định và ban giám khảo, và thứ tư là công tác khen thưởng, và thứ năm là lễ bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin báo cáo kết quả triển lãm sinh vật cảnh bonsai Suzuki mở rộng tỉnh Bắc Ninh mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép tổ chức triển lãm sinh vật cảnh bonsai mở rộng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, ban tổ chức triển lãm Hội sinh vật cảnh tỉnh báo cáo kết quả tổ chức hoạt động triển lãm sinh vật cảnh đá quý đá cảnh từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2024. Hội sinh vật cảnh tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển lãm, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và các sở ban ngành nội dung kế hoạch dự kiến mời 12 tỉnh thành trong khu vực miền Bắc và trên 1.000 tác phẩm tham dự của các thể loại cây cảnh, gỗ lũa, đá tiểu cảnh, non bộ. Thực hiện quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Hội sinh vật cảnh tỉnh được giao chủ trì đã chủ động phối hợp với hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, hội đá quý, đá trang sức, đá cảnh Việt Nam cùng các ngành chức năng, phòng quản lý đô thị, ban quản lý dự án xây dựng thành phố, các hội sinh vật cảnh huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch
cụ thể triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và hiệu quả. Tỉnh làm trưởng ban, các phó chủ tịch làm phó trưởng ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó thành lập các ban giám khảo, lãnh đạo các hội huyện. Chào thầy Đức Minh nha. Chào các anh. Rất ủng hộ các anh em làm chương trình. Thời tiết ngày bế mạc, ngày giao giả cây rất thuận lợi quý vị ạ. Rồi đã nắng ấm rồi. Và thời tiết này rất là thuận lợi cho mọi người đến nhận cây. Và trước mặt quý vị là không gian của ban tổ chức. Thầy tiết Văn Minh. Em chào chú rể Hiệu nhá. Chào anh nhá. Nào anh như chú rể ấy nhỉ? Em khỏe chứ? Vâng ạ. Anh cũng nào như chú rể. Ok em. Cảm ơn anh em của em. Nhìn thấy chị Hiệu rất là đẹp trai. Khi nào mà ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh, các hội 600 đại biểu là chủ các tác phẩm về dự buổi khai mạc. Tham gia triển lãm trưng bày triển lãm đã quy tụ gần 1.000 tác phẩm sinh cảnh của các hội huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các câu lạc bộ, nhà vườn, ninh trật tự cho triển lãm. Trong các ngày diễn ra triển lãm, công an phường cử đội tuần tra động quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình, Facebook của hội, trên báo Bắc Ninh, báo Việt Nam Hương Sắc, cổng thông tin điện tử tỉnh và các kênh YouTube truyền thông, tạo sự lan tỏa rộng rãi về nội dung, mục đích, ý nghĩa của triển lãm. Công tác chấm thi và khen thưởng. Hội đồng thẩm định và ban giám khảo đã làm việc có trách nhiệm, công tâm, khách quan, đánh giá đúng mức các giá trị tác phẩm. Ban giám khảo đã báo cáo ban thường vụ họp đánh giá kết quả như sau: vinh danh một đơn vị và 15 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu tham gia triển lãm, một tập thể đặc biệt xuất sắc, 11 giải vàng, 16 giải bạc và 26 giải vàng đồng. Ban tổ chức vinh danh 27 nhà tài trợ, trong đó có 5 nhà tài trợ kim cương, 1 nhà tài trợ vàng, 4 nhà tài trợ bạc và 17 nhà tài trợ đồng. Căn cứ kết quả triển lãm, ban tổ chức đã đề nghị và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng 10 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tặng 10 giấy khen. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng 10 giấy khen. Hội sinh vật cảnh tỉnh quyết định tặng 30 giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia triển lãm. Đặc biệt tặng 1 giấy khen cho tập thể xuất sắc là Hội sinh cảnh huyện Yên Phong. Thông qua đó đã động viên kịp thời đối với các tác giả, các tập thể, các danh hiệu thi đua khen thưởng trên sẽ được trao trực tiếp tại buổi lễ ngày hôm nay. Báo cáo kết quả chấm giải năm 2024. Triển lãm chụp cảnh tỉnh Bắc Ninh năm nay, số lượng tác phẩm mời tham dự không quá nhiều, nhưng với không gian và bố cục của triển lãm thể hiện được sự quy mô và hoành tráng, được mọi người khen ngợi và đánh giá cao. Ban tổ chức đã mời được nhiều tác phẩm có thương hiệu và giá trị kinh tế cao, hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của cây cảnh nghệ thuật truyền thống đến sự đột phá của cây cảnh đương đại, sự phong phú đa dạng của các chủng loại cây. Các nghệ nhân, nhà vườn, các anh chị em làm nghề sinh cảnh, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào mùa xuân năm 2025 trên quê hương Kinh Bắc với lời mời của người quan họ đến hẹn lại đây. Đây anh ngồi đây rồi. Đây anh. Thì xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Hội sinh vật cảnh huyện Yên Phong lên bục danh dự để nhận những quyết định tập thể xuất sắc. Thưa quý vị, đây là cái tập thể được ban tổ chức tặng bằng khen, tập thể xuất sắc. Đó là đơn vị Yên Phong. Tiếp theo, tôi xin kính mời các cá nhân đạt giải đồng trong hội chợ triển lãm ngày hôm nay. Nhóm thứ nhất là xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trường, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Đinh Sĩ Canh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông Đinh Đức Ngọc. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là những cái nhà vườn được nhận cái
vinh dự tác giả của tác phẩm được cây đề giáng những trực. Cái tác phẩm đạt giải đông là tác giả tại triển lãm Bắc Ninh này. Cây đề giáng làng, ông Đinh Đức Ngọc. Đinh Đức Ngọc Anh là tác giả của cây xanh. Ông Nguyễn Trần Tuấn, tác giả của cây lộc mừng giáng làng. Ông Nguyễn Bảo, cây xanh tất cánh, tác giả của cây xanh giáng trực. Ông Trần Tùng Anh. Và trao giải đồng thì chia làm 3 lần. Và đây là lần thứ nhất, thưa quý vị nhé. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp tục lại trao giải đồng, trao giải đồng thêm nữa. Phó Chủ tịch Hội Sĩ Vật Cảnh tỉnh lên trao như sau. Ông Nguyễn Văn Hiền, huyện Lương Tài, tác phẩm Cây Xanh Tam Thế Đồng Gia. Trước mắt quý vị là những tác giả của những tác phẩm đạt giải đồng. Vừa rồi là quý vị được xem cái đối với các cái tác phẩm được giải bạc, tác giả của những tác phẩm đạt giải đồng, và đến bây giờ thì sẽ là cái phần trao giải bạc của quý vị với nhé. Tác phẩm Cây Đa, ông Đỗ Khắc Hậu, với tác ông Đặng Xuân Cường, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, với tác phẩm Cây Xanh Đôi Đũa Thần. Trước mắt quý vị là những cá nhân của những cái tác phẩm đạt giải bạc, quý vị nhé. Những tác giả của những tác phẩm đạt giải bạc, quý vị nhé. Chào mừng quý vị sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh là những nhà vườn đã nhận những tác phẩm đạt giải vàng, quý vị nhé. Trên sân khấu là những nhà vườn là chủ những cái tác phẩm đạt giải vàng. Hà, tỉnh Hải Dương với tác phẩm Cây Sam Trái lên nhận giải thưởng. Chào mừng quý vị là những nhà vườn có những tác phẩm được đạt giải vàng, một cái niềm vui lớn của những nhà vườn đang đứng ở trên sân khấu. Rồi mời tất cả nhìn đây. Hai là câu lạc bộ Kim Bắc Bonsai 99. Ba là ban tổ chức đang sinh vật cảnh thôn Đài Bái đọc vinh danh những tập thể. Bốn là câu lạc bộ Hoa Cây Cảnh đạt, Như Quỳnh được ban tổ chức xin mời bốn tặng giấy khen. Lên đó là bốn tập thể. Xin trên sân khấu là bốn tập thể được ban tổ chức trao bằng khen. Đó là Hội Dối Việt Nam, câu lạc bộ Hoa Cây Cảnh Như Quỳnh và đơn vị Yên Phong. Và câu lạc bộ Bonsai Kinh Bắc 99. Nguyễn Xuân Trang. Tiếp tục những cá nhân được nhận giấy khen nữa. Ông Trương Duy Tình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Ba, ông Hoàng Thanh Tùng, ủy viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ nhân nhà vườn. Trên sân khấu là những cá nhân được nhận giấy khen từ ban tổ chức. Trên sân khấu vẫn là những cái cá nhân được nhận giấy khen từ ban tổ chức. Ban tổ chức triển lãm Bắc Ninh lần này làm cái công tác khen thưởng rất là chu đáo. Mời tất cả các anh nhìn đây ạ, cho em ạ. Trước mắt quý vị là những cá nhân được nhận giấy khen nữa. Mời các anh nhìn đây cho em nhé. Qua các kỳ triển lãm, ban tổ chức chúng tôi luôn chú trọng đến công tác quảng bá rộng rãi đông đảo để mọi người tham quan. Năm nay
ban tổ chức cũng thành lập ra ban truyền thông, mời các kênh YouTube đưa tin quảng bá rộng rãi từ giai đoạn đi mời tác phẩm và các công tác chuẩn bị cho triển lãm. Trong thời gian diễn ra triển lãm, các kênh YouTube liên tục đưa tin và các hoạt động tới cộng đồng, mong để ghi nhận những đóng góp đó. Ban tổ chức quyết định vinh danh các kênh YouTube đã đóng góp tích cực vào sự thành công của triển lãm. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên bục danh dự kênh Bonsai Chính Hiệu, địa chỉ Nga Sơn, Thanh Hóa. Kênh Bonsai Đức Huy, địa chỉ tỉnh Bắc Giang. Kênh Yêu Cây Lê Văn Thọ, Long Biên, thành phố Hà Nội. Kênh Mạch Bonsai Trần Hùng Mạnh, Gia Lâm, Hà Nội. Kính mời ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực, lên trao vinh danh các chủ kênh Yêu Quý. Ban tổ chức cũng vinh danh kênh video Bonsai ông Vũ Đức Thắng, địa chỉ thành phố Ninh Bình. Do công việc bạn không tới nhận được, ban tổ chức sẽ chuyển tới video Bonsai sau. Rồi. Xin chân thành cảm ơn các ông. Kính thưa quý vị đại biểu, đóng góp cho hội chợ và triển lãm có rất nhiều các đơn vị đã được vinh danh. Ông Nguyễn Nhân Phượng, nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ nhân nhà vườn tỉnh. Kính thưa các ông trong thường trực tỉnh hội, kính thưa các ông trong ban thường vụ, ban chấp hành, ban tổ chức, ban giám khảo, kính thưa các nghệ nhân nhà vườn, kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đại biểu dự chương trình bế mạc triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2024. Đón nhận, bố trí, trưng bày, dàn dựng các chương trình. Đến hôm nay, năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh, xin được trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trân trọng cảm ơn các sở ngành đã phối hợp. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, các nghệ nhân nhà vườn, các anh chị em nghệ nhân nhà vườn. Nên nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo và sự cố gắng rất cao, rất nhiệt tình, rất tâm huyết, rất trách nhiệm của ban tổ chức triển lãm, ban giám khảo và của các nghệ nhân nhà vườn trực tiếp làm nhiệm vụ trong hơn 20 ngày qua tại khu vực triển lãm. Tỉnh Bắc Ninh xin được tuyên bố bế mạc kết thúc triển lãm sinh vật cảnh Bonsai Suzuki mở rộng đá quý đá cảnh tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Và xin được trân trọng kính mời các đại biểu khách quý, các nghệ nhân nhà vườn. Kính thưa quý vị vừa được nghe cái cuộc bế mạc và trao bằng khen, giấy khen cho những tập thể, những cá nhân có thành tích tại triển lãm Bắc Ninh năm 2024. Thì trước mắt quý vị là quý vị hãy nhìn cái không khí, cái quang cảnh của triển lãm Bắc Ninh một lần nữa. Thì còn ít giờ nữa thôi thì cái không gian ấn tượng này sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ nhìn ngắm này một nữa. Bắc Ninh sẽ hẹn quý vị ở cuộc triển lãm sau, vào những năm sau. Xin được chào tạm biệt quý vị. Bà Sa Đô Huy cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị yêu cây cả nước đã đồng hành cùng với triển lãm Bắc Ninh, đồng hành cùng với Bà Sa Đô Huy trong suốt cái thời gian diễn ra triển lãm. Bà Sa Đô Huy xin được trân trọng cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.